Kimberin, một trong những chiếc khung được mặc và được chọn nhiều nhất cho những đội nhóm câu lạc bộ vào mùa hè này. Chúng tôi hy vọng rằng là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong đường bay ngày 12 tháng 7 sẽ giúp ích cho quý vị, cũng như là sẽ lan tỏa được những cái thông tin, những cái điều mà quý vị đang cần hướng đến, cũng như là mong muốn sẽ có được những chiếc khung đẹp trong tương lai. Xin chào các anh chị bên kênh TikTok nha, như là gửi lời chào đến các anh chị bên kênh YouTube. Sự kiện được tổ chức với sự tham gia của toàn bộ tập thể doanh nghiệp và tập thể lớp, cho nên trang phục nghiễm nhiên phải có cái sự đồng nhất và nhất quán. Chính vì vậy nên là những chiếc áo thun và đồng phục dành cho đội nhóm hoặc là team building đó từ đó sẽ được ra đời. Và trên thị trường thời trang thì có rất là nhiều mẫu đồng phục team building, chính vì vậy nên là quý vị có thể lựa chọn rất là nhiều hình thức online hoặc là offline. Dĩ nhiên mỗi áo sẽ có mang một cái nét riêng, một cái ý nghĩa khác nhau. Xong dù với hàm ý gì đi nữa thì khi mà quý vị, các anh chị chúng ta khoác lên mình một cái chiếc áo thun đồng phục team building sẽ cùng đồng đội, nghĩa là chúng ta đã là một cái gia đình. Vậy tại sao phải đặt đồng phục team building? Thì như chúng tôi đã đề cập ở trên áo thì áo thun đồng phục team building tạo được sự đồng đều và trang phục cho toàn đội. Và khi mà quý vị thử hình dung một tập thể đội chơi, nhưng chỉ có người là mặc áo thun bình thường, có người mặc áo sơ mi, hoặc là có người lại mặc đồ trắng, thì hình ảnh như vậy nói lên là sự không nhất quán, cũng như là không có sự
tương tác khuyến khích giữa các thành viên và làm cho cái sự kết nối giữa đồng đội sẽ hoàn toàn không có, và sự kém chu đáo trong cái đội công tác hậu cần. Vì vậy mặc những chiếc áo của đội phục chiến binh còn là một cái lợi ích chung của cộng đồng. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ không phân biệt là giàu nghèo hoặc là hàng hiệu hay là hàng xách tay, mà với những chiếc áo cung đồng phục team building á, thì bạn không còn phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ xem là nên mặc gì cho ngày đi chơi. Và bởi áo cung đồng phục team building là đòi hỏi chúng ta cần phải đặt một cái số lượng lớn, nếu bạn mua lẻ tại các cửa hàng thời trang thì mỗi người cũng mặc chung một màu áo sẽ đem một cảm giác là cả tập thể sẽ được che chở hoặc là bảo bọc dưới sức mạnh đoàn kết. Và sự thống nhất từ những chiếc áo cung đồng phục team building sẽ xóa bỏ những khoảng cách và ranh giới trước đây mà chúng ta đã từng có những cái mâu thuẫn trong công việc hay là mâu thuẫn trong những cái nội bộ. Và từ đó tập thể sẽ giúp chúng ta là đồng nhất với nhau, mọi cái rào cản hoặc là những mọi cái hiềm khích mâu thuẫn sẽ được xóa bỏ, và tập thể là càng vững mạnh hơn và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của doanh nghiệp hay là của công ty. Bởi vậy nên là áo cung đồng phục tuy nhiên như là một tiếng nói chung, đó là một tiếng nói riêng của tập thể, và áo thể hiện sự tính chuyên nghiệp mà chúng tôi đang làm cho một cái đơn vị của nhà khoa Dr. Vương, là họ đang chuẩn bị tham gia chương trình GBD với hơn 100 nhân sự. Điều này là hết sức cần thiết, bởi vì để giành được lòng tin của khách hàng thì hay bất kỳ người xung quanh nào khác, thì mỗi tổ chức cũng cần phải thể hiện được cái sự tính chuyên nghiệp của họ. Chỉ qua một hoạt động thường niên thì các bạn đã ghi thêm trong mắt người khác, đặc biệt là khách hàng. Dạ xin mến chào Xuân Quỳnh nhé. Dạ xin mến chào các anh chị đang xem trực tiếp trên kênh TikTok Review Đồng Phục nói về sản phẩm áo chung GBD trong mùa hè 2023. Xin chào Trang Phạm, chào bạn Stan Nguyên nha. Dạ xin mến chào các chị bên kênh YouTube rồi. Thì áo đồng phục còn được xem là một cái đặc điểm nhận dạng của đội chơi. Nếu chúng ta tham dự team building chắc chắn là chúng ta sẽ có những trò chơi tập thể tại trên những bãi biển hoặc là trên những khu resort mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn dành cho các đội. Và mỗi đội sẽ, dù chúng ta là một công ty nhưng chúng ta sẽ chia ra nhiều đội nhỏ để chúng ta có thể cạnh tranh và có thể là tạo ra một cái cuộc chơi, một trò chơi mà có tính là sự quyết đoán cũng như là giành giải nhất nhì ba trong một cái hoạt động tập thể như này. Thì áo cung đồng phục được xem là một cái điểm nhấn nhận dạng của đội chơi nếu hoạt động được tổ chức với quy mô lớn. Và chỉ cần một thành viên của đội bạn đứng ở bất kỳ nơi đâu thì người ngoài sẽ nhận ra ngay là cái tổ chức của bạn đang hay nói một cách nôm na là đây là một cái hội nhóm hoặc là một cái công ty đang thực hiện chương trình trò chơi team building. Đây được xem như là một cách quảng cáo thương hiệu mà không phải tốn một cái chi phí nào cả. Dạ xin chào bạn Quang Nghĩ nha. Xin mến chào anh chị bên kênh YouTube ạ. Chào Lý nha, xin chào Bạch Vũ. Về áo đồng phục team building mang nhiều cái giá trị tinh thần hơn là sự hữu hình của nó, bởi vì một chiếc áo này thì không quá đắt nhưng mà cái giá trị tinh thần sẽ mang lại rất là lớn, bởi vì chiếc áo chính là cái kỷ vật duy nhất mà bạn có thể sẽ giữ lại để làm kỷ niệm sau khi sự kiện kết thúc. Hơn nữa ai hết thì mỗi năm tùy vào mỗi công ty có thể là 3 năm hoặc là 2 năm sẽ tổ chức một sự kiện team building một lần. Chính vì vậy nên là mỗi một sự kiện thì sẽ được thiết kế hoặc là design những cái màu áo thun đồng phục team building sẽ hoàn toàn khác nhau ở mỗi mùa. Cho nên là khi mà chúng ta kết thúc sự kiện thì chúng ta sở hữu chiếc áo này coi như là một kỷ vật kỷ niệm. Nhiều khi là chúng ta tham dự với nhau cùng chơi với lại một số anh chị em đồng nghiệp, nhưng mà có thể đợt sau là chúng ta sẽ không còn gặp lại, bởi vì cuộc sống thì vật đổi sau dời. Nhiều khi chúng ta hôm nay gặp mà ngày mai đã không còn gặp nữa rồi. Thì chính vì vậy nên là có thể mùa này chúng ta có thể kết nối được với nhau, cho nên là những mùa sau thì nhiều khi những cái đồng nghiệp sẽ chuyển rời vì một lý do nào đó, sẽ rời công ty có thể đến một cái đơn vị khác hoặc là sẽ về tự làm kinh doanh luôn. Thì chính vậy nên là khi các bạn tham gia trò chơi thì bước qua từng khoảnh khắc của ngày dài, thì để rồi cuối cùng mỗi phút giây chúng ta đều cảm thấy rất là thoải mái,
Cho nên là những cái chiếc áo khung đồng phục team building này sẽ là bạn đồng hành hoặc là sẽ là đồng đội của bạn. Áo đại diện cho một cái tinh thần đồng đội và đại diện cho mỗi phút giây đội chơi sẽ giúp đỡ bạn và chung sức phá đảo từng chốt trò chơi. Bởi vì mỗi nhóm sẽ có những cái màu sắc khác nhau, ví dụ là đội cam, đội đỏ, đội xanh, đội vàng. Thì khi mà team building cũng chia ra những cái đội như vậy với cái sản phẩm áo hoàn toàn khác biệt nhau như vậy để khi mà tham gia chương trình thì chúng ta sẽ có cái sự phân biệt. Ví dụ đây là một cái đội chơi team building mặc với chiếc áo màu xanh này. Ví dụ mặc một chiếc áo màu xanh như thế này. Bây giờ, dạ. Đây là đội A với đội màu xanh. Thì cũng có thể những cái đội khác chúng ta sẽ chọn là màu đỏ để mà dễ phân biệt, tạo một cái điểm nhấn. Và đây là đội khác, đây là một đội với màu đỏ. Các chị có thể xem. Đây là một chiếc áo cho team building với màu đỏ và chúng tôi đang mặc một chiếc áo team building màu xanh. Có rất là nhiều màu để mà quý doanh nghiệp cũng như là các anh chị đội nhóm có thể chọn cho mình những chiếc áo để làm nổi bật cái nhóm mình khi tham gia team building. Hoặc là chúng ta có thể chọn một cái sản phẩm áo khác, đó là màu cam. Xin mến chào bạn Kim Chi 1730 nhé. Dạ đây ạ, một chiếc áo màu cam trên đội cam. Thì chúng tôi đã làm cho một số sản phẩm dành cho các team building của về xe máy hoặc là về cho ngân hàng. Thì chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm để tạo ra những sản phẩm này tùy vào cái sự yêu thích cũng như là đội nhóm cần phải lựa chọn những màu sắc như nào khi mà tham gia trò chơi trên cái hoạt động team building. Thì quý vị hãy cùng với Nanofa để chúng ta có thể thiết kế trước trên file Photoshop, chúng ta có thể nhận diện được những cái file này và đồng xem được những sản phẩm của chúng ta trước khi chúng ta sản xuất đồng loạt. Dạ xin chào bạn Long Plus nha. Dạ đây là chiếc áo thun màu cam. Và nếu chúng ta không thích những cái màu cam, xanh, đỏ thì quý vị có thể chọn sang một màu khác như là màu đen hoặc màu trắng hoặc là màu vàng tùy vào yêu thích. Đây là một chiếc áo màu xanh kép cũng là dành cho đội chơi team building. Thì quý vị có thể xem đây là bốn cái màu, có thể chia ra bốn đội. Quý vị có thể xem là chia thành bốn đội để tham dự team building dành cho tập thể, cho doanh nghiệp của mình trong mùa hè 2023 này. Quý thân mến, thì hiện tại chúng tôi đang có những cái chương trình chiến khách hàng. Đây là bốn màu mà quý vị có thể xem. Chiến khách hàng xin mến và quý vị những cái voucher 10-15% sẽ giúp cho quý vị có thể tiết kiệm được chi phí cũng như là tối ưu hóa thời gian khi chúng ta đặt áo phục vụ tại Nanofan. Đây là một số sản phẩm rất là đẹp và bắt mắt, quý vị có thể tham khảo. Chúng tôi sẽ gửi mẫu vải cũng như là chất liệu cũng như là những chiếc áo thun mẫu để quý vị có thể xem và có thể đo lường và đo lường size để chúng ta có thể chọn size cách nhanh chóng. Xin chào bạn Bình Nguyên nhé. Xin chào bạn Cutie nha. Thì là một số cái chất liệu các chị có thể chọn được những cái chất liệu này để làm một cái team building. Đây các anh chị có thể xem đây, chất liệu vải thun cô tông hoặc là thun cá sấu, thun cô tông cá sấu. Dạ đây ạ, màu vàng và màu cam, hoặc là chúng ta có thể chọn những màu khác tùy vào cái sở thích của đội nhóm của mình. Đây chúng tôi có rất là nhiều chất liệu vải, ví dụ như là màu xanh Jamaica, những cái màu đặc trưng mà có thể làm nổi bật đội nhóm của mình khi tham dự team building. Ví dụ như là màu chuối hoặc là màu petal hoặc là màu cam đất, những cái màu mà đặc trưng của chất liệu thun cotton 100% có dạng 4 chiều. Dạ. Yeah.
Dạ xin kính chào chị Liên Vũ ở Đài Loan nha. Đây là những sản phẩm mà chúng tôi đã làm cho một số khách hàng. Quý vị có thể tham khảo trên website nanofi.com hoặc là chúng ta có thể xem trên fanpage một số cái mẫu thiết kế mà chúng tôi đã post lên trên fanpage của trang phục Nanofi trên kênh Facebook, cũng như là chúng tôi làm những cái video offline để share trên kênh TikTok cũng như là kênh YouTube. Quý vị có thể xem tham khảo một cách truy cập vào website bạn có thể truy cập vào kênh Instagram hoặc là Twitter. Chúng tôi cũng có đăng một số kênh ảnh cũng như là những video, những cái file mà chúng ta đã thiết kế mẫu sẵn và một số mẫu mà chúng tôi đã làm cho từng làm cho khách hàng rồi. Rất mong quý vị hãy vào những cái trang mạng xã hội cũng như là website của chúng tôi để có thể tham khảo những cái sản phẩm mà chúng tôi đã post lên trên internet. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành ủng hộ chúng tôi. Và sẵn trong chương trình tri ân vào tháng 7 này, chúng tôi có chương trình hỗ trợ quý vị khách hàng xin mến tặng một số cái voucher từ 10 đến 15% sẽ giúp cho quý vị tiết kiệm được chi phí và tối hóa được thời gian. Cái này là một trong những cái ưu đãi mà chúng tôi luôn luôn gửi lời chân thành.